Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, nằm cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300 km về phía đông nam, giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt không chỉ đánh dấu bước phát triển công nghệ chế tạo mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong video hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu xem các kỹ sư Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng giàn khoan này như thế nào nhé. Nằm về phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, ngay trên bãi Tư Chính, dự án Sao Vàng và Đại Nguyệt khởi công năm 2017. Mục đích của dự án này là đảm bảo nguồn năng lượng bổ sung quan trọng để đáp ứng nhu cầu địa phương cũng như hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Giai đoạn đầu tiên của dự án là hạ thủy chân đế giàn sao vàng CPP nặng tới 12.733 tấn. Chân đế được hạ thủy theo phương pháp kéo trượt xuống xà lan chuyên dụng. Xà lan có chiều dài 160m, chiều rộng 40m, chiều cao mạn với mớ nước là 12m, là một trong những xà lan lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do kích thước khổng lồ của chân đế giàn khoan với chiều cao lên đến 131m, một hệ thống kích và dầm trượt đặc biệt đã được sử dụng để bắt đầu di chuyển từ vị trí lắp ráp của nó. Sau đó, kích và tới cấp bắt đầu hoạt động kéo chính, kéo chân đế giàn khoan lên xà lan. Xà lan chở hàng được trang bị 4 máy bơm giàn chìm công suất cao bên ngoài, đồng bộ với hệ thống bơm bên trong xà lan. Hệ thống giàn bên trong sau đó được sử dụng để khử giàn với sự giám sát và kiểm soát hoạt động từ cầu xà lan. Công việc tiếp theo là lắp đặt đầu đốt khí. Đầu đốt khí được lắp đặt trên một cột thép thẳng đứng cao 100m tính từ đỉnh giàn khoan. Việc lắp đặt này được thực hiện khi khối lượng tầng giàn xử lý trung tâm sao vàng vẫn còn ở trên bờ. Tiếp đến là lắp đặt khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên làm việc trên giàn khoan. Nhưng trước khi được lắp đặt với giàn xử lý trung tâm, nó cần phải di chuyển 450m để đến vị trí chuẩn bị lắp đặt. Để di chuyển khối mô đun nhà ở này, các kỹ sư đã sử dụng hệ thống SPMT chuyên dụng với 56 trục bánh lốp có thể điều khiển độc lập. Hệ thống này giúp di chuyển các kết cấu quá khổ, quá tải, rất phù hợp trên những quãng đường chật hẹp. Nó cũng cho phép thùng xe giữ nguyên trạng thái khi di chuyển qua những đoạn đường không bằng phẳng, giúp cho kết cấu được chở không bị hư hỏng trong suốt quá trình vận chuyển. Sau quá trình di chuyển, giờ là lúc kết nối mô đun nhà ở này với giàn khoan trung tâm. Khi mô đun đã ở đúng vị trí, nó được nâng lên bằng một hệ thống kích thủy lực. Các trụ đỡ mới được lắp đặt bên trên sàn bánh lốp. Các SPMT có hỗ trợ sau đó được định vị bên dưới mô đun khu nhà ở. Cuối cùng, hệ thống giàn đỡ bao gồm 4 tháp Mega Jack 5200. Mỗi tháp có thể chịu trọng tải 5.200 tấn được sử dụng để nâng mô đun nhà ở lên độ cao 14m. Các dòng kích được chèn từng cái một từ dưới lên bởi những nhân viên vận hành trên mặt đất, từ đó giảm rủi ro hơn là phải thực hiện công việc này từ trên cao. Một hệ thống trượt ngắn cũng đã được lắp đặt trên đỉnh của các tháp đỡ, cho phép di chuyển mô đun trượt vào vị trí trên giàn khoan trung tâm. Khoảng cách mà mô đun nhà ở phải trượt để vào vị trí là 18m. Cuối cùng, mô đun khu nhà ở đã được lắp đặt thành công với khối lượng tầng giàn xử lý trung tâm sao vàng. Tất cả các công việc trên đã được thực hiện chỉ trong một ngày. Đây là khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm sao vàng khi đã được tích hợp đầy đủ các mô đun. Trọng lượng của nó bây giờ là khoảng 14.000 tấn. Công việc tiếp theo là phải nâng khối kết cấu này lên độ cao hơn 18m để đặt lên hệ thống dây trượt. Sau đó, nó cũng sẽ được kéo lên một xà lan khác. Lần thứ hai, các tháp đỡ Mega Jack 5200 được sử dụng để nâng được các cấu trúc có trọng lượng lớn hơn thì chỉ cần thêm nhiều các tháp đỡ này. Vào 15 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt ở lô 51B và 15C75 Côn Sơn ngay trên bãi Tư Chính, vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, bộ chân đế giàn khoan cao hơn 113m, nặng 12.500 tấn được lệnh phóng xuống biển. Một cột nước khổng lồ vọt lên bao trùm tất cả và nhanh chóng chìm trong biển nước xanh thẫm. Nhưng ngay sau đó, bộ chân đế được các cần cầu cực mạnh kéo dựng lên và đưa vào các vị trí đã định. Đến 18 giờ thì việc hạ đặt thành công mỹ mãn, các thông số kỹ thuật được đảm bảo và bộ chân đế được đặt vào đúng vị trí với sai số chỉ vài cm. Khối lượng thượng tầng giàn xử lý trung tâm sao vàng cũng được lắp đặt sau đó. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, chúng ta đã đón nhận dòng dầu khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỷ mét khối khí, 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate,
nguồn khí sao vàng đại nguyệt sẽ đóng góp một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế cũng như đảm bảo nguồn khí đốt khu vực Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, giàn khoan khổng lồ nặng 700.000 tấn đã được xây dựng như thế nào? Đây là Chôn A, một trong những giàn khoan lớn nhất thế giới với khối lượng phao giàn chìm lên tới 1,2 triệu tấn, chiều cao 472 mét, chiều cao của phần bê tông dưới mặt biển lên tới 369 mét và trọng lượng khô 656.000 tấn. Chôn A là một siêu phẩm hùng vĩ về thiết kế và xây dựng. Vậy làm sao để xây dựng một giàn khoan cao 472 mét dưới đáy biển sâu hơn 300 mét? Làm thế nào để nó có thể cố định chắc chắn trên mặt biển như vậy? Video này sẽ đưa bạn đi khám phá cách người ta đã xây dựng giàn khoan khai thác khí đốt tự nhiên khổng lồ này nhé! Giàn khoan Chôn A nằm ở miền Bắc, cách bờ biển Na Uy 70 km. Ở đó, sóng biển có thể cao đến 30 mét. Vì vậy, để có thể xây dựng một giàn khoan lớn và vững chãi ở đây, chúng ta có thể phần nào hình dung được những khó khăn, thử thách mà các nhà thiết kế phải đối mặt khi xây dựng giàn khoan khổng lồ này. Đến đây, các bạn nhất định sẽ nghĩ rằng làm thế nào để có thể đổ bê tông dưới đáy biển sâu được. Ban đầu, tôi cũng nghĩ là họ sẽ sử dụng phương pháp móng cọc khoan nhồi để xây dựng phần móng cho giàn khoan. Nhưng ở một nơi biển động và sâu đến 300 mét thì có vẻ như là hơi bất khả thi. Thật ra, những cột trụ của giàn khoan đã được xây dựng ở một nơi cách giàn khoan 300 km sau khi hoàn thành việc xây dựng mới được đưa đến đây. Nên nó cũng trở thành công trình kiến trúc di động cao nhất, nặng nhất của thế giới mà con người từng di chuyển tính ở thời điểm đó. Vì những cột trụ của giàn khoan sẽ được cắm sâu 300 mét dưới đáy biển, áp lực nước biển có thể đạt đến khoảng 40 kg trên 1 cm. Vì vậy, cùng với việc đảm bảo cột trụ kiên cố, còn phải bảo đảm các cột trụ không có khuyết điểm hay vết nứt dù là nhỏ nhất. Qua tính toán, các kiến trúc sư đã tăng độ dày của đáy cột trụ lên đến 2 mét. Đồng thời, để tránh không gây ra vết nứt trong quá trình đổ bê tông, họ sử dụng khuôn chuyên dụng, bê tông được đổ trong một lần liên tục. Loại khuôn này được nâng lên liên tục bằng thiết bị thủy lực và bê tông được đổ đều đã được thêm vào một chất phụ gia đặc biệt nào đó, có thể khiến bê tông nhanh chóng đông cứng lại. Cách sử dụng ván khuôn dạng trượt tạo nên một khối cấu trúc bê tông cốt thép hoàn hảo, không có đường nối, chống thấm nước tốt. Đây cũng là cách đổ bê tông nhanh chóng nhất hiện nay trong việc xây dựng những công trình kiến trúc khổng lồ. Nó là nhanh vậy thôi, chứ dùng cách này để xây dựng cột trụ cho giàn khoan Chôn A cũng mất một năm đó các bạn. Trải qua một năm cuối cùng cũng đã hoàn thành việc xây dựng cột trụ cao 300 mét. Ở giai đoạn tiếp theo, các kỹ sư đang chuẩn bị hợp nhất của trụ và giàn khoan lại với nhau. Đầu tiên, họ đổ đầy nước vào các cột trụ rỗng để cho cột trụ chìm vào trong nước rồi mới di chuyển giàn khoan đến các trụ. Khi đã hoàn thành công việc lắp ghép, nước bên trong các cột trụ lại được bơm ra ngoài. Lúc này giàn khoan bắt đầu dâng lên khỏi mặt nước, cuối cùng dùng các thuyền kéo giàn khoan nặng 700.000 tấn đến vị trí của nó, nơi cách bờ biển 70 km. Để chịu được áp lực của nước biển ở độ sâu 300 mét, họ dùng phương pháp đổ bê tông liên tục để tạo ra các cột trụ liên khối. Những cột trụ này có thể khiến giàn khoan đứng vững trên biển trong ít nhất là 100 năm. Chỉ riêng việc xây dựng 4 cột trụ lớn đã dùng số thép gần bằng 15 lần số thép cần để xây dựng tháp Eiffel. Cột trụ rỗng và luôn ở độ sâu 300 mét so với mực nước biển. Bên trong các cột trụ này còn có cả một hệ thống thang máy. Nếu bạn đi thang máy từ đỉnh giàn khoan xuống đến đáy trụ cũng phải mất đến 10 phút. Đây là đáy của cột trụ, cũng là nơi sâu 300 mét dưới đáy biển. Áp lực nước biển ở đây lên tới 380 tấn một mét vuông. Tuy các cột trụ có thể chịu được áp lực rất lớn ở độ sâu này, nhưng cấu tạo của nó vẫn tồn tại những nguy hiểm khôn lường. Mối nguy cơ đó chính là ác mộng của các kỹ sư. Ngày 7 tháng 11 năm 1940, cầu treo Tacoma Narrow, Mỹ bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân được cho là do sự cộng hưởng tạo ra bởi sức gió thổi qua cầu. Đối với cây cầu mà nói, đây chẳng khác gì một đòn đánh chí mạng do sóng biển không ngừng đánh vào cột trụ với tần suất hướng nhịp điệu nhất định và đạt đến gần mức có thể chịu đựng được của cột trụ thì cũng có khả năng sẽ sập như cây cầu treo Tacoma Narrow.
Vì vậy, các kỹ sư đã vô cùng coi trọng vấn đề này để giảm bớt nguy hiểm về sự cộng hưởng của sóng biển. Bốn chân được nối với nhau bằng một Chord Tensioner để giảm tần suất cộng hưởng sóng ở trên các cột trụ. Như vậy, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ cộng hưởng sóng ở trên cột của giàn khoan. Khi đổ đầy nước, trọng lượng của giàn khoan có thể đạt đến cả 100.000 tấn, nhưng như vậy cũng không đủ để làm nó có thể đứng vững chắc chắn trên biển. Nên các kỹ sư đã sử dụng trụ hút làm cho giàn khoan tạo ra một lực hút với đáy biển, giúp giàn khoan ổn định hơn. Thí nghiệm nhỏ này sẽ giúp các bạn phần nào hiểu được nguyên lý hoạt động của các trụ hút này. Chiếc ống trong suốt này giống như một trụ hút của giàn khoan vậy, chỉ là trụ hút của giàn khoan sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng nguyên lý hoạt động thì chúng tương tự nhau. Đầu ống được bịt kín và có một van khóa, sau đó dùng một số lớn chất đầy bùn đất để mô phỏng đáy biển. Tiếp theo, ấn mạnh ống xuống bùn, nhưng vì miệng ống được bịt kín nên sẽ có rất nhiều không khí bị nén bên trong. Vì vậy, rất có thể ấn nó xuống sâu hơn nữa, nhưng khi mở van khóa ra để xả hết không khí bên trong thì rất dễ dàng ấn nó xuống. Tiếp theo, đóng van khóa lại, lúc này gần như không thể rút ống lên được bởi vì nó đã bị hút chặt xuống đáy biển. Đây cũng chính là nguyên lý hoạt động của trụ hút. Có tất cả 19 trụ hút như thế này, mỗi trụ đều cao gần 40 mét, chúng sẽ giúp giữ chặt giàn khoan dưới đáy biển. Cho dù con sóng cao 30 mét đi nữa cũng không thể làm giàn khoan lung lay. Đây cũng là điểm đặc biệt làm cho giàn khoan chuẩn A trở thành một kỳ quan kỹ thuật xây dựng hiện đại. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.